Rồi cả nhà ơi, thì cả nhà đây cũng nắm rồi mà trước khi mà kết thúc cái clip này thì mình có một cái ca khúc góp vui để gửi đến cả nhà nha. Đời hỏi 3 năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn nói trôi, xin tôi xin từ chối, hỏi xuân có gì vui. Hello, xin chào cả nhà yêu. Chào mừng cả nhà đến với Anh Hoa Lần Hoa Trăm Tuổi qua hai số hotline quen thuộc 0708 999 879 hoặc 0767 114 111. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay chúng em quay lại cái quá trình lên hàng cho quý vị xem ha, và lên hàng gì thì cả nhà đừng rời màn hình, sẽ có nhiều điều thú vị phía sau lắm nha. Let's đó. Và kính thưa quý vị, trước màn hình của mình đây là những cái mét cỏ rất là đẹp luôn, đó là cỏ Nhung Nhật nha. Đó, hôm nay chúng em giao số lượng rất là nhiều về Buôn Mê Thuột nha quý vị. Đó thì anh chị có nhu cầu trang trí thì cứ liên hệ với chúng em. Thì cỏ Nhung Nhật thì chúng ta trồng cũng rất là dễ luôn, thì lúc đầu chúng ta là rải một lớp tro với ở dưới mặt đất, và tuyệt đối mặt đất phải bằng phẳng nha quý vị. Đối với những cái mặt đất mà ngang thì bằng phẳng, còn đồi dốc thì chúng ta làm cho nó mình đừng có gồ ghề ha. Rồi trải tro lên, sau đó chúng ta trải những cái mét cỏ này lên ha. Rồi sau đó chúng ta trải thêm một cái lớp tro nữa, chúng ta tưới nước ha, để mà giúp cho cỏ phát triển tốt và cỏ mình nó giúp cho ngôi nhà chúng ta xanh đẹp hơn ha. Ngoài ra ngoài cỏ này thì không biết là bên mình còn cung cấp những cỏ nào không ha. Thì ngoài mặt hàng cỏ Nhung Nhật này ra thì anh Hoa còn nhận cung cấp luôn những mặt hàng cỏ lá rừng Thái, cỏ đậu phộng, cỏ xím chi, cái gọi là những mặt hàng cỏ lá rừng ta đó cả nhà. Để vì về mình trang trí, mình thi công những cái công trình thì rất là tuyệt vời luôn. Thì quý anh chị cần những mặt hàng cỏ thì alo liền cho anh Hoa Đồng Hoa Trăm Tuổi, anh Hoa nhận cung cấp với số lượng lớn luôn. Đó là trước màn hình của quý anh chị là những mét cỏ nhung nha. Một cuộn như thế này là 1 mét vuông nha cả nhà. Đó, cỏ thì đảm bảo là hàng xanh mới thì tụi em mới xuất bán cho cả nhà nha. Khi mà cả nhà đặt thì bên em cho bún nha cả nhà. Đó nên là quý chị nên hãy yên tâm về cái vấn đề là cỏ mới hoàn toàn luôn, em bứng với chất lượng cỏ mình không bị bể luôn nha cả nhà. Cỏ thì cả nhà cần số lượng bao nhiêu thì Hoa cũng nhận cung ứng cho mình luôn nha. Wow, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Thì cái lô cỏ đẹp như vậy thì tụi em còn khoảng tầm là 10.000 mét cỏ thôi nha cả nhà. Và cả nhà có thi công công trình, nhanh tay chốt đơn liền với anh Hoa nha cả nhà ơi. Với hàng số hotline cực kỳ là quen thuộc luôn, đó là 0708 999 879 hoặc 0767 114 111. Và bên cạnh những mặt hàng cỏ thì không thể nào thiếu những mặt hàng giá thể để mình trồng cây luôn nha. Đây là những bao tro nè quý anh chị, những bao vỏ trấu, vỏ trấu, những cái bao vỏ trấu như thế này là rất là bự luôn đó, để mà mình trồng cây đó, những cái vỏ trấu hay hoặc là những cái bao phân rơm cho trấu, sơ dừa đất sạch để mình trồng cây đó, để mình muốn trồng rau sạch thì phải có đất sạch nghe nha. Hay hoặc là mình trồng những cái mặt hàng cây kiểng không thể nào thiếu những cái giá thể. Đây là những cái bao đất sạch lớn rồi cả nhà. Wow, cái bao rất này là tuyệt. Tầm 25 kg. Wow, quá là tuyệt đúng không cả nhà đó. Mình mua cây kiểng cỏ hãm rồi mình sẵn tiện mình mua những cái giá thể gì mình trồng luôn, một công đôi ba chuyện ha cả nhà, rất là tiện lợi luôn. Đặc biệt là cả nhà mua số lượng lớn thì em sẽ để giá ưu thương cho mình luôn. Thì phần đất sạch này nè cả nhà, mình có thể trồng rau nè, nó sẽ cho mình những cái sản phẩm rau rất là sạch nè, đảm bảo an toàn. Đúng rồi, đảm bảo an toàn cho mình sức khỏe nè, đúng không cả nhà, rất là tiện lợi luôn. Rồi những cái xơ dừa phân rơm thì mình trộn hỗn hợp rồi thì nó sẽ giúp cây mình nó cả nhà rất là mau phát triển luôn, mà giá cả thì rất là bình dân nha cả nhà. Đó thì hiện tại anh Hoa nhận cung cấp xơ dừa với số lượng lớn luôn. Hiện tại là cái kho là tập kết, là em tập kết tầm 10.000 bao xơ dừa đó quý vị thấy không, quá trời sức là bự luôn đó. Em đứng vô đây là em thấy em nhỏ bé luôn, liền luôn á cả nhà. Số lượng rất là nhiều luôn, mình cần xơ dừa với số lượng lớn, alo liền cho anh Hoa qua hai số hotline quen thuộc 0708 999 819 hoặc 0767 114 111 cả nhà. Đây, một kho xơ dừa với số lượng lớn luôn đó, cần số lượng bao nhiêu anh Hoa cũng cung ứng cho mình nha. Và đặc biệt luôn về cái giá thành thì rất là rẻ luôn, để cho quý anh chị mua về bán lại hoặc mình trang trí, mình trồng, mình
về trang trí sân sân vườn thì cũng nhận cung cấp luôn cho mình luôn. Và anh Hoa có xe đi mỗi ngày từ Bắc vô Nam, từ Nam vô Bắc và ship xỉ lẻ toàn quốc luôn, tùy theo quý vị lựa chọn cây kiểng như thế nào và số lượng ra sao thì qua sẽ kết hợp xe cho mình nha. Wow, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà. Cây kiểng cỏ hãm gì anh Hoa là 100 tuổi đều nhận cung cấp với số lượng lớn luôn nha. Đó thì ngoài những cái mặt hàng giá thể để mình trồng cây thì anh Hoa là 100 tuổi còn nhận cung cấp một số mặt hàng cái phong thủy này để cho anh chị nào mình có nhu cầu mình mở vựa đó. Để như là hồng ngăn, ngàn sao, sao sáng, ngăn lượng và những cái mặt hàng treo như là hạt dưa xanh nè, hạt dưa cẩm hạch, chầu bà sữa, chầu bà cẩm hạch, rất là nhiều hàng luôn. Và một số mặt hàng cao các loại luôn nha, như là cao củng trắng nè, cao đuôi chồm, cao ăn chầu, cao sâm banh, cao nga mi, rất là nhiều cao luôn nha. Đó, thì ngoài những mặt hàng cỏ, những mặt hàng giá thể, những mặt hàng cao thì không thể nào thiếu những mặt hàng cây công trình có hoa. Thì Hoa nhận cung cấp luôn những mặt hàng cây công trình có hoa như tiết sơn phi hồ, trang thái các loại, quỳnh anh tím, quỳnh anh vàng, mai nhận phúc và những cái chậu sen súng thái đủ màu. Đó thì quý vị cần những mặt hàng cây như thế nào, hay hoặc là những cái bụi tre, bụi trúc, hay hoặc là những cái cây ngà thì Hoa cũng nhận cung cấp cho mình để mình làm trang trí điều cảnh cho những cái quán cà phê, những sân vườn, hay hoặc là những cái công trình, những cái khu du lịch, những resort. Nó rất là nhiều cây kiểng để mà mình tha hồ lựa chọn nha. Anh Hoa ngoài cái những cái like clip hàng ngày ra thì Hoa còn có thêm một cái kênh YouTube nữa, đó là kênh YouTube anh Hoa là Hoa 100 tuổi. Trên đó chúng em đăng tải hàng ngàn cây kiểng và chủng loại cỏ thảm các loại luôn. Wow, rất là tuyệt đúng không cả nhà. Thì ngoài cái kênh YouTube thì tụi em còn có một cái website nữa đó nha cả nhà, đó là langhoa100tuoi.vn. đó cả nhà có thể vào đó mình xem, mình lựa chọn những cái hình ảnh rất là đẹp mà tụi em chụp rất là sắc nét luôn. Thì cái anh Hoa làng Hoa 100 tuổi có địa chỉ là 150 khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nằm ngay trung tâm làng hoa Sa Đéc luôn nha cả nhà. Đó, anh chị nào mình có nhu cầu mình ghé về làng hoa thì ghé cái shop anh Hoa để mình lựa chọn một số mặt hàng cây kiểng cỏ hãm để mình trang trí cho sân vườn nhà mình nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì cả nhà đây cũng nắm rồi, mà trước khi mà kết thúc cái clip này thì mình có một cái ca khúc góp vui để gửi đến cả nhà nha. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ hát trước biết sau nha cả nhà, một ca khúc nhạc bolero nha. Đời hỏi ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn nói trôi, xin tôi xin từ chối, hồi xuân có gì vui. Hồi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời, mật tình xuân là lời. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ mình cũng xin tạm dừng cái clip tại đây. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.